Trong ngày hôm nay 30 tháng 6, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Công an huyện Thanh Trì, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về tài liệu thật giả, kết hợp với tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cho lực lượng công an cấp xã và cán bộ công chức tại cấp xã huyện Thanh Trì. Trong những năm vừa qua, tình hình tội phạm làm giả tài liệu diễn biến rất phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhiều loại giấy tờ có giá trị pháp lý nhà nước như sổ đỏ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt của cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy đã trở thành mục tiêu cho các đối tượng làm giả. Tại hội nghị, các lực lượng công an và các cán bộ công chức cấp xã được nghe phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định, khái niệm về các loại tài liệu, giấy tờ có giá trị. Tập huấn phương pháp nhận biết cơ bản về các đặc điểm bảo an để phân biệt tài liệu thật giả, phục vụ công tác quản lý hành chính cho cấp xã và thực hành trên tài liệu và giấy tờ mẫu. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, hội nghị trao đổi hướng dẫn công an xã thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, xác định cơ sở thuộc đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền về quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, giải đáp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an cấp xã.